bộ phim Tìm Hành Giả. Tập 28. Xem ra chiêu cựu binh có hiệu quả rồi, thành công rồi. Người ta đâu có ăn chay, vẫn để hắn chạy mất rồi. Chạy thì bắt tiếp thôi. Tôi rất có lòng tin với sự hợp tác của chúng ta. Phó cục trưởng Phương, anh đến rồi. Đâu, mời vào trong, mời vào trong. Hôm nay khách nhiều lắm nên không có chỗ. Ở đây được không ạ? Có gì thì anh cứ gọi tôi nha. Phó cục trưởng Phương đến rồi. Mời anh ngồi. Xin lỗi, hôm nay khách đông quá, chúng tôi hết chỗ rồi. Anh ngồi ở đây được không? Được. Vậy để tôi lấy rượu của anh qua. Cảm ơn. Chúc anh ngon miệng. Còn dám đến đây à? Không sợ vợ anh đến đây quậy à? Tôi thấy cô càng ngày càng thân với Diệp Hương Thành nhỉ? Người ta bây giờ thay đổi nhiều lắm. Bây giờ trong cục không thấy anh đâu nữa, anh Diệp. Khó khăn lắm mới tan làm. Tôi đến uống với cô tôi. Anh đừng có nhắc công việc với tôi. Anh Phương, tôi nghe nói vợ anh lần trước còn đến Hồng Trướng quậy tiền dẫn sinh đó. Đào đến tìm tôi vì lúc trước tôi gặp cô Tô ở đó, nên chỉ là hiểu lầm thôi. Còn có chuyện này à? Vậy không được đâu. Anh để ai hiểu lầm cũng không được để chị dâu hiểu lầm, huống hồ còn là hiểu lầm có quan hệ với cô Tô. Phương gia thụ anh bị người ta hiểu lầm thì không sao, nếu dính tới cô Tô là không được. Thôi được rồi, hai anh có cần phải chạy không?
Khó khăn lắm ba chúng ta mới ngồi chung. Nào, uống một ly với tôi. Nhanh lên. Nào. Chủ nhiệm Lý, anh Shibuya, tôi đã chuẩn bị xong phòng bao trên lầu rồi, mời. Chủ nhiệm. Cô Tô. Chủ nhiệm, phó cục trưởng Phương. Anh Shibuya, tôi sắp dùng hết kem dưỡng rồi. Khi nào mới có hàng đây? Chủ nhiệm, cái này dễ lắm. Chỉ cần phó cục trưởng Phương. À không, chỉ cần cục trưởng Diệp chuẩn bị đủ tiền. Cô muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Diệp, nghe thấy chưa? Đế quốc Nhật Bản vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế. Làm gì vậy? Sao vậy? Cô Tô, tôi có chuyện. Tôi đi trước đây. Anh không đưa tôi về à? Hôm nay không được. Thế này đi, cô lái xe tôi về đi. Chú ý an toàn. Giả Ngọc chưa? Anh Diệp. Anh Diệp, khoan đã. Anh làm gì thế? Chuyện của tôi và cô Tô. Sau này sẽ không có chuyện của anh và cô Tô nữa. Tôi biết, tôi còn có chuyện. Anh Diệp, tôi thấy tối nay chúng ta phải nói rõ mọi chuyện ra. Sau này nói vẫn kịp. Anh Diệp. Anh Phương, hôm nay anh cứ sai sai chỗ nào. Mau vào uống với cô Tô đi. Tôi cho phép đó. Alo, chuyện tôi bảo cô làm thế nào rồi? Vẫn còn một nửa chưa xong. Có chút chuyện mà cũng làm không xong. Không thể sống nổi nữa rồi. Cô mau dắt con đi đi. Bây giờ cô như vậy,
chúng ta không cần phải sống với nhau nữa. Xem như tôi có lỗi với cô được không? Cô đi đi. Tôi thật sự không muốn gặp cô nữa. Phương gia thụ, tôi không biết anh đang nói nhảm cái gì. Đào Ngọc Linh tôi là vợ anh cưới về. Nếu đi thì là anh đi. Tôi không có đi đâu. Tối nay anh đừng có về. Các con đang làm bài tập ở Tiêu Đào Chiên. Cho dù anh có khốn nạn đến mấy cũng không thể không lo con. Phương gia thụ, tôi nói anh nghe, nếu con có chuyện gì thì tôi có làm ma cũng không tha cho anh. Đào Ngọc Linh, cứ vậy đi. Phương Lục Tử, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh. Sao lại cãi nhau rồi? Chuyện giữa hai vợ chồng mà thôi. Vợ tôi tức giận lắm. Tôi đi trước đây. Trong cái thùng kia, cục trưởng Diệp đi thông thả. Anh, cậu về đi. Tan làm về nhà không hiểu à? Đã bảo anh đừng về mà. Chị dâu, là tôi, Diệp. Chị dâu, mở cửa. Chị dâu, chị dâu. Cục trưởng Diệp, muộn vậy rồi, có chuyện gì à? Phương gia thụ không có nhà. Tôi không đến tìm anh ta.
tôi đến tìm chị dâu. Anh Phương Vũ uống rượu vừa nói gì mà thịnh vượng chung Đại Đông Á ở Hồng Trướng. Tôi biết ngay, anh ta lại cãi nhau với tôi, nói không muốn sống với tôi nữa, còn bảo tôi cút. Cậu nói xem tôi sống thế nào đây. Chị dâu đừng, chị không giống phụ nữ dưới cơ đàn ông. Tại sao chúng ta lại đến đây? Bố mẹ gặp chút chuyện phiền phức. Ôi này, nghe rằng hai đứa phải ngủ ở đây vậy? Chuyện gì vậy? Có phải chuyện công việc của bố? Không có gì đâu. Sáng mai bố mẹ sẽ đến đón hai đứa. Đã muộn rồi, nó đóng cửa rồi. Phó cục trưởng Phương, muộn vậy rồi sao anh còn đến đây? Tối nay anh chăm sóc hai đứa nhỏ giúp tôi nha, tìm chỗ cho chúng ngủ. Được được, anh yên tâm. Nào, mời vào trong, mời vào trong. Mau mau cầm đi. Không được, không được, nghe lời tôi, phải cầm. Phó cục trưởng Phương à, đứa nhỏ ở chỗ tôi thì anh cứ yên tâm, vất vả cho anh rồi. Đi đi. Tôi thấy lúc chị đến Thượng Hải, chị dùng một chiêu rất hay, giấu hai đứa nhỏ không cho anh Phương gặp. Hát lắm, để cậu chê cười rồi. Được rồi, chị dâu đừng khóc nữa. Lao đi. Cảm ơn. Lát nữa tôi giặt sạch rồi trả cho cậu. Không cần đâu chị dâu, đây là khăn tay của nhà chị mà. Khăn tay nhà tôi? Sao khăn tay của tôi lại ở chỗ cậu? Đúng vậy, tôi cũng muốn hỏi sao lại ở chỗ tôi. Chuyện này không nhỏ đâu. Tôi nói thật với chị vậy, chiếc khăn tay này là tôi tìm thấy ở cứ điểm của Đảng Cộng sản. Cứ điểm của Đảng Cộng sản. Đây, đây, đây không phải khăn tay của tôi. Không phải à? Không phải. Sao tôi nhớ lần đầu tiên tôi đưa Lạc Ngôn và Thạch Đầu về thì thấy cặp khăn tay giống hệt với cái này trong vali của chị mà. Cậu không nhắc còn được. Một tên đàn ông như cậu, lật đồ của phụ nữ xem mà còn nhắc tới à? Vậy cậu nói xem, cậu còn nhìn thấy gì? Chị dâu, nếu chị nói khăn tay không phải của chị, vậy chị lấy khăn tay trong vali ra cho tôi xem đi. Ý cậu là sao? Bình thường chồng tôi khách sáo với cậu nên cậu nghĩ nhà tôi dễ ăn hiếp đúng không? Chị dâu, không thể nói vậy được. Tôi muốn tốt cho anh Phương thôi. Vị trí phó cục trưởng cục tình báo số 76 có biết bao nhiêu người thèm. Chị cũng biết chủ nhiệm Lý chúng ta suốt ngày chỉ lo mấy con chim nhảm nhí, chim sẻ đổ quyên mà thôi. Anh Phương là anh em của tôi, tôi phải bên anh ấy chứ. Thì tôi cũng phải biết người bên cạnh anh ấy có đáng tin hay không chứ. Nên chỉ cần chị dâu lấy khăn tay ra thì xem như chưa từng xảy ra chuyện hôm nay. Được, tôi cho cậu xem. Nếu khăn tay của tôi khác với cái này thì sao? Cậu đang đổ quan cho tôi. Đổ quan tôi là Đảng Cộng sản. Cậu phải giải thích cho tôi. Chị dâu, chúng ta xem trước rồi tính. Chị dâu, chị dâu, chị dâu, buông tay ra. Mở mắt chó của cậu ra mà nhìn coi có giống không.
Chị dâu, chị xem đi, hiểu lầm thôi. Ăn hiếp người khác. Giống quá đi mất. Mọi người theo chung một bức hình à? Xem chuyện này kìa. Được rồi, vậy tôi không làm phiền chị dâu nữa. Chị cũng đừng giận anh Phương. Có lẽ lát nữa anh ấy sẽ về thôi. Chị dâu, vậy tôi về trước đây. Chị dâu, khăn tay là một cặp. Vậy cái còn lại đâu? Tôi cũng muốn xem. Xem đi, có phải một cặp không? Nhìn giống thật. Sao chiếc này lại cháy vậy? Nói ra thì tức. Tôi vất vả thiêu khăn tay cho anh ta. Anh ta lót ấm đùng nước, xong rồi rớt vào lửa, cháy thành như vậy. Đáng tiếc thật. Đã như vậy rồi mà còn giữ à? Cậu không lo nhà cửa nên không biết nó mắc. Cậu biết cuộn chỉ bao nhiêu tiền không? Biết tôi theo bao nhiêu ngày không? Ném đi thì tiếc lắm. Giữ lại làm kỷ niệm. Đúng là trùng hợp thật. Một chiếc thì giặt, chiếc còn lại thì bị cháy. Chị dâu, chị có mấy cái khăn tay vậy? Cái khăn này bị cháy lâu rồi, giặt thì ngày nào chả giặt. Cục trưởng Diệp, cậu thẩm vấn tôi à? Chị dâu, không có. Bắt tôi đến số 76 cho rồi. Bây giờ tôi hiểu rồi. Cậu cùng một chuột với Phương gia thụ. Không biết lấy chiếc khăn tay nhảm nhí này từ đâu ra. Muốn vu oan tôi có gì với người khác đúng không? Hai người hợp lại bắt nạt tôi. Muốn đuổi tôi ra ngoài, nhường chỗ cho người khác đúng không? Đám khốn nạn này, không có ai tốt lành cả. Chị dâu, hiểu lầm rồi. Chị dâu, hai người hợp lại ăn hiếp tôi đúng không? Tôi đã nói là hiểu lầm rồi. Ăn hiếp tôi đúng không? Chỉ là chiếc khăn tay thôi mà. Lỗi của tôi, tôi bị mù, tôi bị mù. Tôi đã nói là hiểu lầm mà. Chỉ biết ăn hiếp tôi thôi đúng không? Diệp Hưng Thành, Diệp Hưng Thành, Diệp Hưng Thành. Gì vậy? Sao anh lại vậy? Tôi đã nói với anh, tôi và cô tôi chỉ là hiểu lầm. Anh còn chạy đến nhà tôi quyến rũ vợ tôi đúng không? Anh Phương, anh nghe tôi nói. Anh Phương, anh Phương, anh nghe tôi nói. Cút đi. Này, nói. Mở cửa. Hắn ăn hiếp em. Anh cút cho tôi. Ai ăn hiếp ai chứ? Phương gia thụ, anh biết gì chưa mà đánh người? Anh cút cho tôi. Diệp Hưng Thành ăn hiếp em. Cả nhà anh bị điên à? Đào Ngọc Linh, đừng có ngậm máu phun người. Hắn ăn hiếp em, em không muốn sống nữa. Gì vậy chứ? Chưa thấy ai vậy cả. Hai vợ chồng bị điên à? Diệp Hưng Thành ăn hiếp em. Hắn đi rồi à? Đâu, đừng đụng vào tôi. Đừng đụng tôi. Để tôi ngồi lát đã. Anh không biết. Tối nay tôi vượt qua thế nào đâu. Tôi biết cô rất khó khăn. Tôi sợ hắn nhận ra. Hắn có nhận ra không? Lúc nãy hai người ở trong phòng khóc lóc om sòm. Tôi chỉ biết chiêu này thôi. Chiếc khăn tay này không đủ thời gian.
tôi không thể theo đuổi. Tôi sợ hắn nghi ngờ, nên tôi đâm lao thì phải theo lao. Tôi đốt chiếc khăn chưa theo xong. Cô to gan thật, không sợ hắn nghi ngờ à? Hắn có nghĩ, nhưng tôi nói anh lót ấm đun nước, bất cẩn rớt vào lửa. Hắn hỏi tiếp, tôi hết cách, nên tôi đành khóc lóc ôm sòm. Tôi nói hai người hợp lại muốn đuổi tôi đi. Đào, tôi nghiêm túc nói với cô quá xuất sắc. Tối nay cô biểu hiện rất tốt. Cô đã quá giải nguy hiểm, thành công rồi. Tôi thay tổ chức, thay bản thân tôi khen cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Lục Tử, anh nghĩ xem có thể giấu được hắn không? Nhân lúc ngượng ngùng như vậy, tôi sẽ đến gặp hắn. Cô khoan giúp chiếc khăn tay này, lỡ Diệp Hưng Thành hỏi lại, giúp thì cứ như chúng ta đang trột dạ vậy. Được, tôi không giúp. Hiểu lầm thôi. Nói hiểu lầm là xong rồi. Anh đánh tôi thì sao? Sao? Đuổi tôi đi. Vào uống một ly đi. Chấn Thiên không ở nhà, ở trường. Cũng tốt. Chuyện của hai chúng ta không cần để đứa nhỏ biết. Anh Diệp, tuy tôi và Tô Nhã Lộ đã kết thúc, nhưng dù gì Đào cũng là vợ tôi. Anh thân cô ấy như vậy, quan đương ai thân chứ. Anh đến nhà tôi làm gì? Hôm nay tôi bắt được hang ổ Đảng Cộng sản mà. Hiểu rồi. Phó cục trưởng tôi đây lại là người cuối cùng biết chuyện. Hôm nay anh bận chuyện khác mà, nên tôi không làm phiền anh. Vậy anh tìm Đào là gì? Anh nghĩ hang ổ này có liên quan đến Đào à? Ban đầu thì đúng là vậy. Tôi phát hiện cái khăn tay này ở hang ổ. Nó thật sự rất giống với khăn tay của vợ anh. Nhất thời không kịp được nên muốn kiểm tra. Vậy lỡ là thật thì sao? Anh định bắt vợ tôi rồi bắt tôi vào phòng thẩm vấn đúng không? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Anh nghĩ xem, nếu tôi muốn hại anh thì tôi nói cho chủ nhiệm cho rồi, hoặc dắt Shibuya đến. Anh cũng thấy rồi, tôi còn không dắt theo Giả Ngọc Dương. Vậy tôi phải cảm ơn anh đúng không? Đừng khách sáo. Anh Diệp ơi là anh Diệp, anh phải nói anh đó. Khăn tay làm vật định tình, hình thêu cũng giống nhau. Cả Thượng Hải không có hàng trăm ngàn chiếc thì cũng có mấy ngàn chiếc. Chỉ dựa vào cái này mà bắt người thì hơi ngốc đúng không? Tôi không giỏi bằng anh. Anh mà gắn lông lên thì là khỉ rồi. Anh chỉ biết câu này thôi đúng không? Hang ổ của Đảng Cộng sản ở đâu vậy? Tôi đi xem giúp anh. Tiệm mì ở đường Brennan, không bắt được ai cả. Anh đi cũng được, nhưng cũng tốn công mà thôi. Cô Tô, tôi muốn nhờ cô một việc. Giờ không còn xe điện để đi về nữa.
cô cho tôi đi nhờ được không? Lên xe đi. Cảm ơn, cảm ơn. Sao rồi? Thăm dò được gì rồi? Anh Triệu và anh Quỷ không sao. Họ trốn rồi. Tốt quá rồi. Chuyện khăn tay thì sao? Chuyện khăn tay chắc cũng qua rồi. Hôm nay cô vất vả rồi, mau ngủ đi. Không cần. Lúc trước còn thức hai đêm nữa cơ. Nghe thấy anh Triệu, anh Quỷ không sao thì cũng xem như giải quyết xong rồi. Tôi mà vui thì không buồn ngủ. Vừa biết được thông tin của Phó Bắc Hồng, chưa gì đã xảy ra chuyện. Đừng lo, chắc chắn cấp trên đã biết chuyện này rồi. Chắc chắn sẽ chỉ thị chúng ta. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu nỗi lòng của anh rồi. Nếu chưa xảy ra chuyện thì đúng là không nghĩ ra cách. Không nguy hiểm thì không có đối sách. Cô còn tổng kết kinh nghiệm chiến đấu à? Học theo anh thôi. Tôi phải đi đón con. Yên tâm đi, tôi đưa hai đứa đến phòng tắm ở dưới rồi, rất an toàn. Sáng mai tôi đi đón con rồi đưa đến trường. Được. Được rồi, mau đi ngủ đi. Mau đi đi. Tối nay Diệp Hưng Thành đi đâu vậy? Dạo này hắn cứ lén lút làm gì đó. Hắn tìm được hang ổ của đảng Cộng sản bằng 300 đồng đại dương. Không cần quan tâm chuyện của đảng Cộng sản. Công việc của chúng ta là số 76. Cô cũng thấy tôi đang cố gắng mà. Bây giờ quan hệ của tôi và Diệp Hưng Thành đang rất suôn sẻ. Vậy sao? Tôi không nhìn ra đó. Tối nay hắn đã bỏ cô lại rồi tự đi đấy thôi. Tôi không thể canh hắn mọi lúc được. Với lại cũng không cần như vậy. Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cô thì hay rồi, nhàn nhã hưởng thụ lãng mạn, nghiêm túc hẹn hò luôn rồi. Tôi cảnh cáo cô, tôi muốn nắm chắc 100%. Tôi muốn Diệp Hưng Thành thề sẽ trung thành với quân thống. Tôi không có hẹn hò với Diệp Hưng Thành, nhưng cô quá chậm. Được rồi, tôi đã nói xong chuyện của Diệp Hưng Thành rồi. Bây giờ Phương Gia Thụ sao thế? Hình như cãi nhau với vợ rồi. Thân là tinh anh của đất nước, không biết giúp nước, chỉ biết ở với phụ nữ. Tôi thấy Phương Gia Thụ muốn đến báo cáo phòng kỷ luật à? Tôi thấy có gia đình ngụy trang tốt mà. Cô nghĩ rất tốt. Cô cũng muốn ngụy trang vậy à? Xem ra tôi phải nhắc nhở cô, chỉ cần gia nhập vào quân thống thì cơ thể và trái tim của cô đều thuộc về quân thống. Hẳn là cô biết điều này. Biết. Tốt lắm. Trong nhà rất hứng thú với thông tin cá nhân của Phó Bắc Hồng. Mong chúng ta nhanh chóng hành động. Lý Lực Hành cũng ra hiệu với Trùng Khánh. Hắn vẫn còn quân bài trong tay. Đúng rồi, lần trước lấy áo của Lý Lực Hành đi kiểm tra, sao vẫn chưa có gì tiếp vậy? Kết quả kiểm tra chỉ là chất hóa học bình thường, không thể chứng minh chắc chắn liên quan đến Phó Bắc Hồng. Có chất hóa học xuất hiện trên người Lý Lực Hành đã rất đáng nghi rồi. Lý Lực Hành cố làm ra vẻ quyền bí, đục nước béo cò, rất có thể đây là một cái bẫy. Dù cô nghĩ thế nào, trong nhà chỉ cần kết quả, nhanh chóng điều tra rõ hành tung của Phó Bắc Hồng.
đừng làm tôi thất vọng nữa. Đi nhầm rồi à? Phải đến văn phòng cục trưởng Diệp chứ. Ngân Hồ ra lệnh, phải nhanh chóng xử lý chuyện của Phó Bắc Hồng. Anh có manh mối mới không? Không có. Có muốn vào kiểm tra văn phòng của Tiền Dẫn Sinh không? Vào thế nào? Gõ cửa vào à? Tối qua Diệp Hưng Thành lại lên cơn, dùng manh mối có được ở hang ổ của Đảng Cộng sản chạy đến thăm dò vợ tôi, bị tôi đánh. Tại sao vậy? Tối qua lúc tôi về, thấy hai người họ nằm dưới đất. Tôi tưởng hắn ghen với tôi, cố ý đi tìm vợ tôi. Nói ra cách trọng thưởng tìm người của Diệp Hưng Thành còn là tôi nghĩ giúp anh ta đó. Không ngờ anh ta lại tìm đến Đào Ngọc Linh. Nhìn đi, nhìn đi. Bây giờ cô với Diệp Hưng Thành là một vụ, không thèm nói với tôi nữa rồi. Ai mà ngờ anh ta lại nghi ngờ Đào Ngọc Linh. Với lại mười Diệp Hưng Thành cũng không phải đối thủ của anh, sợ gì chứ? Không đâu nha. Bây giờ Diệp Hưng Thành như biến thành một người khác. Hôm qua không tham gia cuộc họp báo cáo cho chủ nhiệm thì ra là làm chuyện này, nhưng hắn không đòi công với chủ nhiệm. Hắn muốn đấu với Lý Lực Hành mà chỉ chưa hạ quyết tâm mà thôi. Chứng tỏ công việc của cô có kết quả, nhưng Ngân Hồ không hài lòng. Phải tôi nhanh chóng bắt Diệp Hưng Thành, bảo hắn thề trung thành. Tôi không hiểu, thề trung thành quan trọng thế vậy à? Có lẽ thế. Ngược lại bây giờ trong nhà rất xem trọng Phó Bắc Hồng và việc nghiên cứu của ông ta. Chuyện này đã thành nhiệm vụ quan trọng rồi. Anh nghĩ cách đi. Được. Buổi tối đi Hồng Trướng định gặp Lý Lực Hành thế nào? Nên thế nào thì thế đó thôi. Bình thường anh làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, sao cứ đến chuyện của chúng ta? Tôi đã nói từ lâu rồi mà anh vẫn do dự không trả lời vậy. Sao mà không có trả lời? Tôi đã bắt được hang ổ bên tiệm mì rồi. Anh biết tôi không nói chuyện này mà. Không lẽ là gì Lý Lực Hành là anh rể của anh nên là không phải? Sao rồi? Hôm nay họp, Diệp Hưng Thành vẫn không đến.
Lý Lực Hành vẫn dùng chiêu cũ, đột nhiên nhắc manh mối với tôi. Sao vậy? Hôm nay hắn nhắc chuyện tiệm mì với tôi, còn đặc biệt nhắc huyện Thiên Môn, quê của tôi. Hình như đang thăm dò tôi. Chỉ cần không có được chứng cứ thì cứ để hắn ghi đi. Suy nghĩ của cô là đúng đấy. Sáng hôm nay tôi còn gặp cô Tô. Bên quân thống cũng bắt đầu quan tâm chuyện của Phó Bắc Hồng. Tôi không có báo cáo chuyện của Phó Bắc Hồng ở Hồng Trướng. Theo góc độ của quân thống, chắc chắn không tha cho tôi. Cứ như vậy mãi cũng không được. Chuyện của anh Triệu đúng lúc thật. Anh Triệu gửi tín hiệu rồi. Anh ấy đã bị lộ. Tổ chức sẽ cử người khác đến liên lạc với chúng ta. Nhưng chuyện của Phó Bắc Hồng, tôi có một điều nghi ngờ muốn báo cho tổ chức.